Phải đến 7 năm nay, gia đình anh Vũ Hoàng Tuấn mới lại được đón một cụ thượng thọ là mẹ anh, cụ Lê Thị Sửu. Năm nay cụ thượng thọ 80 tuổi. Để chuẩn bị cho ngày này, gia đình anh đã phải chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Khoảng mấy năm về trước đấy, mà đi thuê mượn người đấy, thì nó cũng rơi vào phải gia đình phải chuẩn bị từ rằm tháng 7. Xong là bắt đầu đã chuẩn bị thành cái mô hình rồi. Thế nhưng mà bây giờ thì cái tục lệ nó mới lại những cái đồ rước nó thuận lợi hơn. Thì cũng từ tháng 10 thì là gia đình sắp xếp được để làm thọ cho mẹ tôi. Tương truyền vào thời hậu Lê, khoảng năm 1434, vâng chiếu vua Lê mở rộng kinh thành, một nhóm người gồm 17 nho sĩ, thợ thủ công, ngư dân, nông dân đã xuôi thuyền qua sông Hồng đến cửa sông Bạch Đằng tìm đất lập nghiệp, nay là vùng đảo Hà Nam. Lễ hội Tiên Công được tổ chức hàng năm là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với 17 vị tiên công có công khai hoang, lập ấp, dựng làng, đồng thời thể hiện lòng hiếu nghĩa với cha mẹ. Gia tộc nào có người thượng thọ, nghĩa là gia tộc đó ăn ở phúc đức, làm nhiều việc thiện, lao động sản xuất giỏi nên được các tiên công phù trợ cho trường thọ. Chính vì vậy, đây được coi là phong tục có ý nghĩa vô cùng quan trọng của vùng đất này. Tổ tiên chúng tôi neo đậu ở đây thì cái lễ hội này nó cũng có ý nghĩa là cầu mong cho là yên bình, mưa thuận gió hòa, rồi sóng yên biển lặng, những câu ấy là có trong văn tự. Và làm sao là thuận hòa, gọi là có những câu nó ví dụ như là Nam thuận Bắc hòa, tức là muốn cầu mong rộng ra đất nước, tức là bên phía Nam thì thuận, phía Bắc thì hòa, tức là cũng như một đất nước thì cả cái tổng Hà Nam này cũng đều có những sự cầu mong. Nó rất trọn vẹn như thế. 5 giờ sáng ngày mùng 7 Tết là ngày hội chính. Trên mọi nẻo đường dẫn đến miếu Tiên Công, các gia đình có cụ thượng thọ đã có đoàn bắt đầu khởi hành đoàn rước. Các cụ khỏe mạnh, ung dung đi giữa đông đảo con cháu. Các cụ thượng thọ tuổi cao, sức yếu được các thanh niên trai tráng khênh rước bằng võng có đòn được sơn tạc đầu rồng. Điều đặc biệt trong nghi lễ rước cụ thượng lên miếu, một vật phẩm không thể thiếu đó là mâm ngũ quả, được trình bày dưới hình dáng một con long mã. Đây là tín ngưỡng thờ thần, biểu tượng của người dân vùng đảo. Với ý nghĩa cầu mong vị thần long mã giúp dân trị thủy để bảo vệ đê điều, giúp cho con cháu đi sông, đi biển được an toàn, công việc may mắn. Con long mã người ta nói là đây là thần trị thủy. Khi các cụ về đây thì người ta tưởng tượng rằng là, tức là cái này nó thuộc phạm vi tâm linh. Thần trị thủy biển phải là con long mã. Do đó con long mã là một biểu tượng, một sức mạnh để mà trị thủy, trị cái dòng nước xoáy. Trải qua hàng trăm năm, ngày hội Tiên Công của vùng đảo Hà Nam cho đến nay vẫn mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Và người dân ở đây thực sự tin rằng sau khi tế Tiên Công, họ đã được phù trợ, được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục sự nghiệp mà các tiên công đã để lại.